Nhà các anh à, công nước vui quá đấy. Có cả họa mi hót nữa này. Các em à, các cảnh tha hồ vui này. Với cả nhà các em à, cá cảnh này, công nước chó mèo cún mưu này. Trên cảnh mà có các anh các chị năm nay tốt nghiệp trung học phổ thông là rất vui vẻ lắm đây, vì đã có sẵn nhiều các trường học viện này, các đại học này, các trường cao đẳng này, trung cấp này, dạy nghề này, để các anh các chị này tha hồ lựa chọn học tập. Đấy, họ đi hot hay chưa? Nhưng mà điều quan trọng nhất là các anh chị được rèn luyện thể chất này, tư cách đạo đức này, của một người thanh niên đất nước Việt Nam anh hùng, giàu đẹp đấy, biển này, ốc mang từ Vũng Tàu về đây. Đấy, điều quan trọng nhất là tư cách đạo đức đấy, của một người thanh niên đấy. Học giỏi top 1 nhưng mà tư cách đạo đức kém thì cũng chẳng ai dám nhận vào làm việc, làm công tác đâu. Công nước nhỉ, họa mi nhỉ.